Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Cuộc tấn công của Nga gần Poros bị đình trệ. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng ngày 5 tháng 9, Tổng tư lệnh Oleksandr Sersky cho biết quân đội Ukraine đã ngăn chặn được bước tiến của quân đội Nga tại khu vực Poros thuộc tỉnh Donetsk. Mặt trận phía đông gần Poros là nơi diễn ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng và là trọng tâm của cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Donetsk. Thành phố này là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine. Trong 6 ngày qua, đối phương không tiến một mét nào về hướng Poros. Nói cách khác, chiến lược của chúng tôi đang có hiệu quả, Sersky nói. Theo Sersky, Nga đang tập trung các đơn vị được huấn luyện tốt nhất của mình vào khu vực Poros, nhưng quy mô pháo kích và cường độ tấn công của Nga đã giảm xuống. Chúng tôi đã tước đi khả năng cơ động và triển khai quân tiếp viện của chúng từ các hướng khác, và sự suy yếu này chắc chắn đã được cảm nhận, vị tướng cho biết. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga rút 60.000 quân để chống lại cuộc xâm nhập Kursk. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News vừa được công bố, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, tính đến đầu tháng 9, Nga đã điều hơn 60.000 quân đến tỉnh Kursk để đối phó với cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine. Ý tưởng và một trong những mục tiêu của chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào Kursk là chuyển hướng quân đội Nga đến lãnh thổ của họ. Zelensky nói, hôm nay tôi có thể nói rằng họ đã kéo hơn 60.000 quân đến Kursk. Đây là mức tăng trưởng đáng kể so với con số trước đó do Tổng tư lệnh Oleksandr Sersky đưa ra khi ông phát biểu vào cuối tháng 8 rằng Nga đã điều động 30.000 quân tới khu vực này. Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới cách đây đúng một tháng, chiếm giữ 102 thị trấn của Nga và gần 1.300 km2 lãnh thổ. Tính đến hôm nay, chúng tôi đang giữ vững phần lãnh thổ mà chúng tôi đã lên kế hoạch chiếm đóng, Tổng thống Zelensky nói. Ông cũng cho biết thêm rằng quân đội Ukraine cũng đã bắt giữ hơn 600 tù nhân người Nga. Tình hình thật thảm khốc. Azov của Ukraine cho biết họ đã giải vây cho quân đội bị bao vây ở New York, giành lại được lãnh thổ. Lữ đoàn lực lượng đặc nhiệm số 12 Azov đã giúp ngăn chặn tình huống thảm khốc ở New York thuộc tỉnh Donetsk, giải phóng quân lính Ukraine bị bao vây và giành lại một phần thị trấn. Trung tá Denis Pokekenko, lữ đoàn trưởng lữ đoàn Azov cho biết như trên hôm thứ Sáu, mùng 6 tháng 9. New York nằm ngay phía nam Toretsk, một thị trấn tiền tuyến quan trọng, đã trở thành một trong những trọng tâm của cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Donetsk. Vào thời điểm lữ đoàn được triển khai đến khu vực này, tình hình ở tiền tuyến đang rất thảm khốc, ông nói. Tuy nhiên, nhờ tinh thần chiến đấu cao, lòng dũng cảm và tính chuyên nghiệp của các chiến sĩ trong lữ đoàn, Azov đã ổn định được tình hình, giành lại quyền kiểm soát một phần New York và giải vây cho lực lượng phòng vệ đang bị đối phương bao vây. Tuy nhiên, lữ đoàn Azov thừa nhận rằng tình hình tại thị trấn vẫn căng thẳng vì lực lượng Nga đã tiến hành tới 15 cuộc tấn công trên bộ vào khu vực đơn vị này chịu trách nhiệm chỉ trong một ngày. Nga đã tiến sâu hơn vào New York trong những tuần qua trong nỗ lực xâm phạm thị trấn quan trọng Toretsk, trong khi Mạc Tư Khoa liên tục tuyên bố chiếm toàn bộ New York. Lữ đoàn Azov đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững các tuyến phòng thủ. Thành công của Ukraine trong khu vực này được chứng thực bởi dịch vụ giám sát Deep State do cộng đồng đóng góp, cho thấy lực lượng Ukraine đã giành lại được lãnh thổ ở phía bắc New York và ở Melipivka lân cận trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 9. Thành công trong khu vực này sẽ là sự thúc đẩy đáng mừng cho lực lượng Ukraine. Tổng tư lệnh Ukraine, Đại tướng Oleksandr Sersky cho biết trong 6 ngày qua, quân Nga không tiến được một mét nào theo hướng
Pokrovsky, một trung tâm hậu cần quan trọng ở tỉnh Donetsk. Trong khi những trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở tỉnh Donetsk, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, chiếm giữ hơn 100 thị trấn. Kyiv tuyên bố chiến dịch này đã giúp chuyển hướng lực lượng Nga khỏi một số khu vực và giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk, mặc dù thừa nhận Mặt Tư Khoa vẫn tiếp tục tập trung nỗ lực vào Provoske. Các blogger quân sự Nga nhận định rằng có hai yếu tố đang khiến cho hướng Provoske bị khựng lại. Thứ nhất, quân Ukraine dùng chiến thuật hỏa công phun lửa xuống quân đội Nga bằng các máy bay điều khiển từ xa, gọi là drone rồng. Thứ hai, khi quân Nga đã bắt đầu kiệt quệ, quân Ukraine tung lữ đoàn Azov thiện chiến vào mặt trận này. Các nhà kho bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga vào Lviv. Nga đã tấn công thành phố Lviv phía tây Ukraine vào đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6 tháng 9 bằng máy bay điều khiển từ xa Shahed, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở công nghiệp. Thị trưởng Andriy Sadovy đưa tin. Sadovy cho biết các mảnh vỡ từ máy bay điều khiển từ xa rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại các nhà kho ở làng Malekhiv, ngoài ô phía bắc Lviv. Sadovy cho biết lực lượng cấp cứu hiện đang dập tắt đám cháy. Chưa có thông tin nào được báo cáo về thương vong. Không quân đã ban hành cảnh báo trên không cho tỉnh Lviv vào khoảng 10 giờ 45 tối giờ địa phương ngày 5 tháng 9. Ngay sau đó, không quân cảnh báo rằng máy bay điều khiển từ xa Shahed đang hướng tới Lviv. Lviv nằm cách Kyiv khoảng 540 cây số về phía tây và phía đông cách biên giới Ba Lan 70 cây số, với dân số hơn 700.000 người, được coi là một trong những thành phố an toàn hơn của Ukraine do nằm xa biên giới Nga. Khu vực này vẫn là mục tiêu của máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Nga nhiều lần trong chiến tranh. Một cuộc tấn công hàng loạt vào thành phố Lviv vào ngày 4 tháng 9 đã giết chết 7 người và làm bị thương 64 người, trong đó có trẻ em. Nhà lãnh đạo Nga một lần nữa tuyên bố ông ủng hộ Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Vladimir Putin mỉm cười khi nói hôm thứ Năm rằng ông muốn ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay. Trước hết, ông Joe Biden đã khuyến nghị tất cả những người ủng hộ ông hãy ủng hộ bà Harris. Trước đây chúng tôi đã nói Tổng thống Biden là ứng cử viên được chúng tôi ưa thích, vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ làm như ông ấy đã nói, chúng tôi sẽ ủng hộ bà ấy, Tổng thống Nga phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Nga. Thứ hai, cô ấy cười rất biểu cảm và dễ lây lan. Điều đó có nghĩa là cô ấy đang làm tốt. Ông Trump đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga hơn bất kỳ tổng thống nào trước đây. Và nếu Harris đang làm tốt, thì có lẽ cô ấy sẽ kiềm chế không làm những điều như thế này nữa, Putin nói đùa. Đây không phải là lần đầu tiên Putin tuyên bố ông ủng hộ Đảng Dân Chủ. Vào tháng 2 năm nay, nhà độc tài Nga cho biết Tổng thống Biden là ứng cử viên sáng giá cho Nga vì ông có nhiều kinh nghiệm và dễ đoán hơn cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, người hiện đang chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Putin tuyên bố sự ủng hộ của mình dành cho Harris là đúng khi những cáo buộc mới về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ làm rúng động nước Mỹ. Vạch trần truyền thông nhà nước Mặc Tư Khoa đã phát tán thông tin sai lệch trước cuộc bỏ phiếu quan trọng vào tháng 11. Vladislav Farapunov, nhà lãnh đạo Hội đồng Quản trị tại Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ của Ukraine nói với Politico, tất nhiên sẽ là vô lý khi cho rằng Kamala Harris hoặc bất kỳ quan chức cao cấp nào khác trong chính quyền Tổng thống Biden sẽ phục vụ lợi ích của Putin hoặc Nga tốt hơn, ông Donald Trump. Đây dường như là một vỏ bọc công khai khác cho những nỗ lực liên tục của Nga nhằm tác động đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Với việc bỏ phiếu sớm bắt đầu vào cuối tháng 9, Putin rõ ràng hiểu được thời điểm này. Farapunov nói thêm. Scholz, Zelensky gặp nhau tại Đức vào ngày 6 tháng 9. Hôm thứ Sáu mùng 6 tháng 9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz
đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Đức của ông, theo thông tin đã được phát ngôn nhân của chính phủ Đức xác nhận. Cuộc họp đã diễn ra tại Frankfurt am Main, ban đầu là một đối tác do dự. Berlin đã trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine sau Hoa Kỳ. Vào ngày 4 tháng 9, Scholz cho biết Đức đã đặt hàng thêm 17 hệ thống phòng không Iris-T cho Ukraine, Bloomberg đưa tin. Đến năm 2026, Ukraine sẽ nhận được 24 hệ thống Iris-T từ Đức, 12 phiên bản tầm trung và 12 phiên bản tầm ngắn. Trong khi ở Đức, Zelensky dự kiến sẽ đến căn cứ quân sự Ramstein gần đó, nơi ông sẽ đích thân phát biểu với nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, yêu cầu cung cấp thêm vũ khí, bao gồm hỏa tiễn tầm xa và hệ thống phòng không. Nhóm do Hoa Kỳ dẫn đầu, bao gồm hơn 50 quốc gia, bao gồm tất cả 31 thành viên NATO, họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Đây sẽ là cuộc họp thứ 24 của nhóm kể từ khi thành lập vào tháng 4 năm 2022. Nga cảnh báo Hoa Kỳ đừng đùa về lằn ranh đỏ của chúng tôi. Cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào hai tỉnh Kursk và Belgorod của Nga thoạt đầu đã gây bất ngờ cho các quốc gia phương Tây vì Ukraine không chia sẻ kế hoạch tấn công này với ai. Tuy nhiên, sau khi thấy Nga không có phản ứng gì đáng kể, các quốc gia đã lần lượt công khai lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine và viện trợ khẩn cấp cho Kyiv. Đáp lại hôm thứ Tư mùng 4 tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo Hoa Kỳ và phương Tây tập thể không nên đùa giỡn về việc ranh giới đỏ của Nga. Hôm thứ Ba mùng 3 tháng 9, Reuters đưa tin, trích lời các quan chức Hoa Kỳ, rằng Washington đang tiến gần đến một thỏa thuận cung cấp cho Kyiv các hỏa tiễn hành trình tầm xa có thể vươn sâu vào Nga, nơi có cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của nước này. Nếu đạt được thỏa thuận, Ukraine được cho là vẫn phải đợi vài tháng để vũ khí đến do các vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết trước khi giao hàng. Một ngày sau đó, một người phỏng vấn truyền hình Nga đã hỏi Lavrov về báo cáo gần đây của Reuters rằng Hoa Kỳ có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine và cho Ukraine sử dụng các loại vũ khí ấy để tấn công ngay trên đất Nga. Người Mỹ đã vượt qua ranh giới mà họ thiết lập, Lavrov nói với phóng viên theo War Translate. Họ đang đùa về ranh giới đỏ của chúng ta. Đừng đùa về ranh giới đỏ của chúng ta. Họ hoàn toàn biết chúng ở đâu. Lavrov cáo buộc các đảng phái chính trị lớn ở Mỹ đang tranh giành quyền lực có thể dẫn đến các vấn đề ở nước ngoài. Sự ám ảnh trong cuộc chiến giành quyền lực của Đảng Dân Chủ muốn tỏ ra lạnh lùng hơn Đảng Cộng Hòa hoặc ngược lại, ít nhất là hiện tại. Điều này dẫn đến sự leo thang ngày càng nhiều hơn. Lavrov nói, tôi tin rằng có những người sáng suốt ở đó có ảnh hưởng và tôi hy vọng lợi ích của Hoa Kỳ sẽ được cân nhắc. Sau đó nói thêm rằng, thái độ diều hâu đối với Nga dường như là một cách giành phiếu bầu trong cuộc bầu cử sắp tới. Bộ trưởng Ngoại giao cũng cho biết ý tưởng về sự răn đe lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Nga, vốn đã duy trì an ninh giữa hai nước sau chiến tranh lạnh, đang bắt đầu phai nhạt đối với người Mỹ và cho biết điều đó nguy hiểm. Trong báo cáo hôm thứ Ba, ba nguồn tin cho biết với Reuters rằng, mặc dù chưa có gì chắc chắn, Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố vào mùa thu năm nay rằng hỏa tiễn không đối đất tầm xa chung, gọi tắt là JASSM, sẽ là một phần của gói vũ khí. Các nước phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ đã vượt qua cái gọi là ranh giới đỏ do Nga đặt ra, và mối quan hệ giữa Washington và Mạc Tư Khoa chỉ trở nên lạnh nhạt hơn khi Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 55,7 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược quốc gia Đông Âu này vào tháng 2 năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn, Lavrov đã nhắc đến những bình luận trước đây của Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby rằng Hoa Kỳ không muốn xảy ra Thế chiến thứ ba. Vào tháng 6, Kirby cho biết rằng sự leo thang lớn trong chiến tranh Nga-Ukraine có thể gây ra hậu quả thảm khốc trên khắp lục địa Âu Châu và sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabko nói với TASS, một hãng thông tấn nhà nước của Nga vào hôm thứ Tư mùng 4 tháng 9, rằng Điện Cẩm Linh có ý định rõ ràng về việc thay đổi học thuyết hạt nhân, đồng thời nói thêm rằng quyết định này có liên quan đến tiến trình leo thang của các đối thủ phương Tây trong bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine.
các cơ quan cảnh báo đơn vị tình báo quân sự khét tiếng của Nga đang thực hiện các cuộc tấn công mạng vào các nước phương Tây. Các cơ quan tình báo phương Tây cảnh báo ngày 5 tháng 9 rằng một đơn vị khét tiếng của cơ quan tình báo quân sự Nga, gọi tắt là GRU, đang thực hiện các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở các nước NATO và Liên hiệp Âu Châu cũng như Ukraine. Đơn vị 29155 của GRU được cho là chịu trách nhiệm cho một số vụ tấn công thể lý ở các nước phương Tây, bao gồm vụ đầu độc cựu điệp viên Hyman Sergei Sipro ở Anh năm 2018 và vụ nổ kho đạn ở Cộng hòa Tiệp năm 2014. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm cho một âm mưu đảo chính ở Montenegro và một chiến thuật gây bất ổn chính trị ở Moldova. Các cơ quan tình báo phương Tây hiện đã phát hiện ra rằng đơn vị này có một lực lượng an ninh mạng hùng mạnh và đã thực hiện các cuộc tấn công kể từ năm 2020. Hoa Kỳ đã buộc tội 5 sĩ quan tình báo Nga và một thường dân Nga vào ngày 5 tháng 9. Những người bị tình nghi đã cố gắng tấn công Ukraine và ít nhất 26 quốc gia NATO, bao gồm cả Hoa Kỳ. Những nghi phạm được xác định là chỉ huy đơn vị Yuri Denisov và các đặc vụ của đơn vị là Vladislav Porovskov, Denis Denisenko, Dmitry Koloshubov và Nikolai Kochengin. Kẻ đồng phạm dân sự được nêu tên là Amin Sitko. Bản cáo trạng cho biết các nghi phạm tham gia vào âm mưu tấn công, đánh cắp dữ liệu, rò rỉ thông tin thu được và phá hủy các hệ thống máy tính có liên quan đến chính phủ Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Theo cáo trạng, nhóm này cũng đã thăm dò nhiều hệ thống máy tính được bảo vệ, bao gồm cả những hệ thống liên quan đến 26 quốc gia thành viên NATO từ tháng 8 năm 2021 và được cho là đã tấn công cơ sở hạ tầng giao thông của một quốc gia Trung Âu đang hỗ trợ Ukraine vào tháng 8 năm 2022. Estonia cũng đã ban hành lệnh bắt giữ 3 người đàn ông được xác định là đang cố gắng thực hiện các cuộc tấn công ở Estonia, Yuriy Denisov, Nikolai Kochengin và Vitali Shevchenko. Công tố viên nhà nước Estonia Vahe Verte cho biết, mặc dù các nghi phạm hiện được biết đang ở Nga, nhưng lệnh khám xét và bắt giữ quốc tế có nghĩa là khi họ ra khỏi Nga, sẽ có nguy cơ thực sự là một số quốc gia sẽ bắt giữ họ và dẫn độ họ đến Estonia để truy tố. Cơ quan tình báo quân đội Hòa Lan gọi tắt là MIVD cảnh báo rằng, mặc dù Hòa Lan chưa phải là nạn nhân của cuộc tấn công mạng của đơn vị 29155, nhưng nước này vẫn là mục tiêu cho vai trò của nước này trong việc cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Ukraine. MIVD cho biết, các hoạt động của đơn vị này chủ yếu nhắm vào các chính phủ phương Tây và cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm phá vỡ viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Đồng minh của Putin lo ngại mối đe dọa hạt nhân không hiệu quả. Các đồng minh của Vladimir Putin đã bày tỏ lo ngại rằng các mối đe dọa hạt nhân không còn hiệu quả nữa vì mọi người không tin rằng Nga thực sự dám sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhận thức này được củng cố mạnh mẽ trong cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Các khách mời trong chương trình buổi tối với Vladimir Solovyov đã thảo luận về vũ khí hạt nhân của đất nước và mối đe dọa mà chúng gây ra. Tuyên bố hạt nhân mới nhất này xuất hiện khi những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một địa điểm phóng hỏa tiễn hạt nhân có thể được Vladimir Putin mô tả là bất khả chiến bại. Diễn biến này xảy ra giữa lúc Ukraine đang tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Vào đầu tháng 8, Ukraine đã phát động một chiến dịch bất ngờ vào Kursk. Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Chiến dịch này đã gây ra sự thay đổi trong cuộc chiến đã diễn ra kể từ khi Putin ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cho đến cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk, cuộc chiến chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Điều khiến tôi sợ là hiện tại một tình trạng hạt nhân bằng cách nào đó đang bị vô hiệu hóa. Khách mời Andriy Nokin nói, trong nhiều thập niên bạn biết rằng không ai sẽ tấn công bạn vì bạn có vũ khí hạt nhân. Bây giờ, đối phương của bạn tin rằng bạn có vũ khí hạt nhân đấy, nhưng sẽ không bao giờ dám sử dụng vũ khí hạt nhân của mình vì bạn nhận ra rằng sẽ có phản ứng và điều này có nghĩa là hủy diệt lẫn nhau. Nokin nói tiếp,
Nếu chúng ta không có bom nguyên tử vào giữa thế kỷ 20, các đồng minh cũ của chúng ta chắc chắn đã tấn công chúng ta. Andriy Sidorchik, một khách mời trong chương trình cho biết, quả bom không chỉ là yếu tố ngăn chặn, mà còn là cách chúng ta gây ra tổn hại không thể chấp nhận được cho kẻ xâm lược. Một sai lầm phổ biến là tin rằng Hiroshima và Nagasaki đã ảnh hưởng đến kết thúc của Thế chiến thứ hai. Điều ảnh hưởng đến kết quả của Thế chiến thứ hai ở Thái Bình Dương là sự tham gia của Liên Xô vào cuộc chiến. Ngày nay, có vũ khí nguyên tử thôi là chưa đủ. Bạn phải thuyết phục rõ ràng đối thủ của mình rằng bạn chắc chắn sẽ sử dụng nó trong tình huống mà bạn cho là cần thiết. Không ai trên thế giới nghi ngờ điều này về người Mỹ, vì một lý do nào đó có những nghi ngờ về Nga. Việc sở hữu một khẩu súng lục sẽ không giúp bạn tránh khỏi bị tấn công, cho đến khi bạn chứng minh được rằng bạn sẽ sử dụng nó và sử dụng nó theo cách có thể ngăn chặn kẻ tấn công. Toàn bộ mục đích của vũ khí hạt nhân là nếu ai đó có chúng, anh ta sẽ không thua trong một cuộc chiến. Nếu ai đó tấn công anh ta sẽ không thua. Khi đến lúc, anh ta sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân. Konstantin Zaleski, một khách mời khác trong chương trình nói thêm. Khách mời Givok Mizayan cho biết, mọi người đã không còn sợ vũ khí hạt nhân nữa vì họ không còn nhớ những nỗi kinh hoàng khi sử dụng chúng nữa. Ivan Troskin nói, điều duy nhất có thể ngăn chặn những kẻ điên rồ này là cho chúng thấy một điều gì đó bùng nổ. Chúng tôi đặt hy vọng hoàn toàn vào sự lãnh đạo quân sự chính trị của chúng ta. Cuộc trò chuyện diễn ra ngay sau khi có tin tức rằng Nga sẽ thay đổi học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả những gì mà nước này coi là sự leo thang của phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine, theo một báo cáo từ Reuters. Tàu chở 20.000 tấn chất gây nổ từ Nga cập cảng NATO. Một con tàu chở 20.000 tấn hàng hóa có khả năng gây nguy hiểm từ Nga đã cập cảng ở Na Uy vào tuần này sau khi tìm nơi trú ẩn tránh bão. Tàu chở hàng Ruby theo cờ Malta đã khởi hành từ cảng Khandalaksa phía bắc nước Nga vào ngày 22 tháng 8. Tàu chở hàng này chở ammoni nitra, một chất được sử dụng trong phân bón và thuốc nổ. Khi nó cập cảng Tromso, nằm gần khuôn viên trường đại học và bệnh viện đại học, tờ báo Na Uy The Barents Observer đưa tin hôm thứ Ba. Cảnh sát cho biết tàu chở hàng này đã được lệnh rời cảng vào thứ Ba và di chuyển xa hơn để sửa chữa. Ammoni nitra là nguyên nhân gây ra một số vụ việc, bao gồm vụ nổ ở Beirut năm 2020. Trong đó, một lượng lớn chất này được lưu trữ tại cảng Beirut ở Liban đã phát nổ, khiến ít nhất 218 người thiệt mạng. Năm 2015, tại Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, 173 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong một loạt vụ nổ ammoni nitra. Theo công ty dịch vụ tài chính S&P Global, Nga là một trong những nước xuất khẩu ammoni nitra lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 2/3 trong tổng số sản lượng ammoni nitra hàng năm là 20 triệu tấn của thế giới. Khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, quốc gia này đã tạm thời cấm xuất khẩu ammoni nitra để hỗ trợ nông dân trong nước vì giá phân bón tăng trên toàn cầu. Bộ Nông nghiệp Nga khi đó cho biết nhu cầu về ammoni nitra trong nước đã tăng thêm từ cả các nhà sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp công nghiệp. Con tàu cần phải tiến hành sửa chữa, nhưng nó chở những thứ cực kỳ nguy hiểm khi thực hiện việc sửa chữa gần thành phố Tromso. Cảnh sát đang hợp tác với các cơ quan hàng hải Na Uy và một số bên khác để giải quyết tình hình theo cách tốt nhất có thể. Cảnh sát Tromso cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Ba, đồng thời nói thêm rằng con tàu đã bị hư hỏng thân tàu sau khi mắc cạn. Tuyên bố cho biết chứng từ vận chuyển nêu rõ tàu này đang chở ammoni nitra. Trong điều kiện vận chuyển và lưu trữ thông thường, ammoni nitra là hợp chất hóa học ổn định. Đồng thời, trong điều kiện nhất định và các tác động bên ngoài như hỏa hoạn, nó có thể gây nổ. Cơ quan tuần duyên Na Uy đang hỗ trợ cảnh sát tư vấn về tàu Ruby. Trung tâm giao thông đường biển của chúng tôi tại Vado và dịch vụ Hoa Tiêu sẽ hỗ trợ liên quan đến việc di chuyển tàu trong khi chờ sửa chữa. Cảnh sát cho biết trong bản cập nhật vào sáng thứ Tư rằng con tàu sẽ được di chuyển
đến làng Vanvach trong vòng vài giờ tới. Nga thề sẽ đáp trả đau đớn khi NATO công khai ủng hộ cuộc tấn công Kursk. Mark Kukhoa đã lên án sự ủng hộ của phương Tây đối với cuộc xâm nhập liên tục của Ukraine vào lãnh thổ của mình. Sau khi các quan chức cao cấp của NATO công khai ủng hộ hoạt động này, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả một cách quyết liệt. Nga đã liên tục lên án cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine và chỉ trích những người ủng hộ Kyiv trong những gì họ coi là sự xâm phạm bất hợp pháp vào lãnh thổ của mình. Hôm thứ Tư, mùng 4 tháng 9, Maria Zakharova, giám đốc phòng báo chí Bộ Ngoại giao nói: "Chúng tôi muốn cảnh báo những chính trị gia vô trách nhiệm như vậy ở Liên hiệp Âu Châu, NATO và nước ngoài rằng trong trường hợp chế độ Kyiv có những bước đi hung hăng tương ứng, phản ứng của Nga sẽ diễn ra ngay lập tức và sẽ vô cùng đau đớn. Nga gọi thủ đô của Ukraine là Kyiv thay vì Kyiv như chính người Ukraine và các nước phương Tây gọi." Maria Zakharova trước đây là phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga. Chức danh mới nhất của bà ấy là giám đốc phòng báo chí Bộ Ngoại giao. Những phát biểu của bà được đưa ra bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức thường niên tại Vladivostok nhằm đáp lại những bình luận gần đây về cuộc tấn công Kursk từ quan chức cao cấp nhất của NATO. Trong bài phát biểu được công bố hôm thứ Bảy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tờ báo Đức Welt am Sonntag rằng cuộc tấn công của Ukraine là hành động tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga và các mục tiêu của Nga ở khu vực biên giới là mục tiêu hợp pháp để Ukraine tấn công. Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ chống lại Ukraine trong hơn 900 ngày và kể từ đó đã thực hiện nhiều cuộc tấn công từ khu vực Kursk qua biên giới chống lại Ukraine. Tổng thư ký Stoltenberg nói, binh lính, xe tăng và căn cứ của Nga là mục tiêu hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Tổng thư ký Stoltenberg, người trước đây, từng giữ chức thủ tướng Na Uy, nói thêm rằng quyền tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng lại ở biên giới. Zakharova mô tả những bình luận của Tổng thư ký NATO là lý do hợp pháp giả tạo cho cuộc xâm lược bất hợp pháp này. Tuy nhiên, bà đã né tránh không đề cập đến làn sóng ủng hộ cuộc tấn công xuyên biên giới này của Ukraine. Thời gian gần đây đã chứng kiến các nhà lãnh đạo phương Tây khác dành nhiều lời khen ngợi cho những nỗ lực của Kyiv. Trong một cuộc phỏng vấn của Hội đồng quan hệ đối ngoại vào giữa tháng 8, tướng Christopher Cavoli đã ca ngợi sự bất ngờ về mặt hoạt động và chiến thuật mà Ukraine đã đạt được với cuộc tấn công không lường trước được. Cavoli, Tổng tư lệnh quân đồng minh Âu Châu và là nhân vật quân sự cao cấp thứ hai trong NATO, nói thêm rằng, cho đến nay Nga đã phản ứng chậm chạp và rải rác trước cuộc đột kích và đã không xây dựng được chiến lược thống nhất để đẩy lùi lực lượng của Kyiv. Hôm thứ Năm 29 tháng 8, nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh Âu Châu Joseph Borrell cho biết Ukraine đã thể hiện rất nhiều sự táo bạo về mặt chiến lược khi tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga và rằng chiến dịch Kursk đã giáng một đòn mạnh vào quan điểm của Putin về cuộc chiến này. Borrell cũng kêu gọi các đồng minh của Ukraine dỡ bỏ ngay các lệnh hạn chế sử dụng vũ khí được cung cấp cho nước này và cho phép quân đội của Ukraine sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Đáp lại, hôm thứ Sáu, 30 tháng 8, bà Zakharova đã chỉ trích những phát biểu của Borrell, tuyên bố rằng những phát biểu này tương đương với việc Liên hiệp Âu Châu cho phép chủ nghĩa khủng bố chống lại Nga. Ngày nay, các chính trị gia Liên hiệp Âu Châu đã không suy nghĩ một cách hợp lý và có tầm nhìn xa và phù hợp với các nguyên tắc của riêng họ nữa. Zakharova nói, họ mất đi cảm giác thực tế và không hề nghĩ đến những rủi ro của việc leo thang nguy hiểm hơn nữa của cuộc xung đột, ngay cả trong bối cảnh lợi ích của chính họ. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến tổn thất nhân mạng của quân Nga trong thời gian gần đây. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, thương vong trung bình hàng ngày của quân đội Nga bao gồm tử trận và bị thương tại Ukraine đã tăng lên 1.187 người m�ỗi ngày vào tháng 8 năm 2024. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Nga có thể đã phải chịu hơn 610.000 thương vong.
Tỷ lệ thương vong tăng vào tháng 8 năm 2024 gần như chắc chắn là do cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk và áp lực liên tục lên trục Pokrovsk. Nga tiếp tục dựa vào ưu thế quân số để giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nhân sự và năng lực trang thiết bị. Mặc dù áp lực của Nga lên toàn bộ tiền tuyến sẽ tiếp tục trong tháng tới, nhưng những hạn chế về năng lực của họ có thể sẽ tiếp tục làm giảm khả năng khai thác bất kỳ thành công chiến thuật nào thành những lợi ích hoạt động rộng lớn hơn. Tỷ lệ thương vong của Nga có thể sẽ tiếp tục ở mức trung bình trên 1.000 người một ngày trong suốt tháng 9 năm 2024, khi Nga tiếp tục hoạt động trên một mặt trận rộng lớn từ Kursk ở phía Bắc đến Robotai ở phía Nam. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.